Chào các bạn, hôm nay mấy cái gốc nha đam, cái cây nha đam cắt gốc của ngoại đã xanh tốt trở lại rồi. Đây đây cái bụi nha đam này hôm bữa cắt gốc, hôm nay thì chúng xanh rồi, bẹ bắt đầu xè ra, có phấn nhiều rồi, thì chứng tỏ là rễ bắt đầu bén đất rồi. Bên đây thì cũng một gốc nữa nè, cây này thì bẹ bắt đầu xè ra, hôm bữa thì bẹ nó ốp vào, nó hơi ngã màu, giờ nó bị héo. Hôm nay thì một số bẹ trong này nó xè và nó ra phấn rất là nhiều rồi nè, chứng tỏ nó tốt lên. Một thời gian nữa thì nó xè nhiều ra, từ trong này nó đẩy các bẹ phía trong rồi nè, nó đẩy ra thì bộ nha đam mình bắt đầu cho bẹ và thu hoạch được một số bẹ ngoài nè. Bên đây nè, các cây nha đam xung quanh nè của ngoại trồng hầu hết các chậu này nó đất nó hết dinh dưỡng rồi, để tranh thủ dịp Tết này mình về thì sẽ thay đất những cái chậu này, thay đất cho ngoại. Trong đây có một cây, đây có một cây nha đam con này trồng trong cái nồi gang bể, như chậu này nè, chậu này thì mình cắt gốc rồi. Cắt rồi mình thay, hoặc là mình đổi một cái chậu lớn hơn, thì đến dịp nghỉ Tết thì mình sẽ tranh thủ mình thay tất cả các chậu này hết để đất mới. Hầu hết các bẹ này thì nó đã nhỏ rồi, rất là nhỏ, không còn cho bẹ lớn nữa, bẹ to nữa. Hầu hết nha đam ở đây ngoại trồng là nha đam giống bẹ to không à, tại vì đất nó hết dinh dưỡng rồi. Như cây này siêu quẹo rồi, gốc rất là cao, cả gang tay nhóng lên. Ở đây có ba cây con, hai cây chứ, hai cây con nhảy con nè. Cây này thì tách ra trồng chậu riêng được rồi nè các bạn, 2, 4, 5 bè nè, rễ bắt đầu, cái gốc nó cứng rồi, rễ nhiều rồi. Cây này thì khoảng 2 tuần nữa cũng tách ra trồng chậu riêng được rồi. Cây con nè, bên đây cũng có cây con nè, wow nhiều cây con quá. Đây đây cây con nè, cây này cũng vài tuần nữa mình tách ra luôn, tranh thủ dịp Tết này về mình nghỉ thì mình sẽ làm lại, cải tạo lại những chậu nha đam này cho ngoại để năm sau thu hoạch cái bẹ được to hơn. Bên kia nữa, bên kia có một số cây con nữa nè, wow chậu nào cũng có nhảy con rất là nhiều. Đây nè, đây đây nhảy một, mới nhảy một cây con nữa nè, đây đây mới nhảy một cây con, hầu như chậu nào cũng có cây con hết các bạn ạ. Bên đó cũng có cây con nữa nè, bẹ nó giờ nhỏ nhỏ không à, không còn bẹ to nữa. Được rồi thì ở đây trồng vô cái bọc bột giặt. Được rồi thì do nó vàng quá nên mình về mình rải phân NPK một ít vào cho bẹ nó xanh lại. Xanh lại rồi mình sẽ dời chậu hết. Tại trước khi mình đã cắt bẹ rồi mình mới rải phân hóa học vô để cho bẹ nó xanh, bỏ cho nó xanh một thời gian. Cây nha đam nó khỏe rồi bắt đầu mình dời chậu hết, thì Tết này mình sẽ dời hết cái những chậu này. Đây thì bữa hạ gốc hai cái chậu nè, bữa nay rất là tốt. Cỡ này mùa khô thì mình tranh thủ mình làm từ đây cho đến Tết.
qua Tết cỡ tháng Giêng tháng 2 thì tranh thủ mình làm những dịp này. Tại qua tháng Giêng tháng 2 rồi sau đó thì chỗ mình thì mưa lai gai nên mình không có làm gì nha đam nữa. Mình thay chậu đồ nha đam rất là dễ chết. Thường nha đam thì mình thấy nó không có bệnh gì cả, nó chỉ có chậu thì mình quan tâm đến thoát nước vào mùa mưa. Mùa mưa sao cho thoát nước tốt để nha đam nó không bị úng. Còn mùa nắng thì khô quá thì mình tưới cho chúng. Chứ mình tạm thời mình chưa thấy nha đam có cái bệnh gì trầm trọng hết. Đây, hai cây cắt gốc dời sang cái chậu, hạ chậu hạ gốc sang cái chậu mới nè, xanh lại hà. Rồi mình xin kết thúc video tại đây nha các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình, và đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình nha các bạn. Tạm biệt.